Ông Dương Công Minh, chủ tịch Sacombank nói, một tháng nữa sẽ thu hồi xong các khoản nợ của FLC. Thực ra, các khoản nợ của FLC tốt, nhưng do sức ép của dư luận nên phải thu hồi sớm. Chúng ta tìm hiểu xem phát biểu của ông Dương Công Minh có ý nghĩa như thế nào. Trong bối cảnh rất đặc biệt như hiện nay, một số khách hàng lớn của ngân hàng như Tân Hoàng Minh, FLC bị vướng vào tố tụng trong khi đang triển khai hoạt động kinh doanh bình thường, và nó trong thời gian tới dưới sức ép của thu hồi nợ, nó có bình thường hay không? Ngân hàng làm gì trong bối cảnh này để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng là những bạn hàng lớn của mình từ rất lâu rồi, trong lúc họ khó khăn, đồng thời cũng đảm bảo việc thu hồi nợ và quyền lợi của các cổ đông, các nhà đầu tư do chính ngân hàng của mình. Chúng ta thấy một bối cảnh rất đặc biệt, kể cả CEO Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam bị khởi tố về một hành vi không liên quan gì đến công việc làm ăn của Đại Nam và các nhóm công ty liên quan theo điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Nhưng dư luận cũng đặt ra rất nhiều vấn đề về công nợ của Đại Nam và ngân hàng cũng phải trả lời vấn đề đó. Thật trùng hợp, tháng 4 cũng là tháng nhiều ngân hàng họp đại hội cổ đông và một số ngân hàng đã lần lượt trình bày những vấn đề mà dư luận quan tâm. Ban chủ tọa đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB đã có những thông tin về khoản vay của tập đoàn FLC cũng như Đại Nam. Tính đến thời điểm hiện nay, sáng 23 tháng 4, ngày đại hội cổ đông, ông Trịnh Nhân Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị OCB cho hay ngân hàng đã cho tập đoàn FLC vay chủ yếu vào hai dự án Tropical 1, 2 tại Quảng Ninh. Hiện dự án vẫn đang triển khai, có đủ điều kiện pháp lý. Khoản vay này có tài sản đảm bảo bằng bất động sản trên 2.000 tỷ đồng và đất có cấp sổ chủ quyền đầu tư. Trước thời điểm khởi tố, ông Trịnh Nhân Quyết luôn thanh toán đúng các khoản hợp đồng, chưa bao giờ trễ hạn. Ngoài ra, dư nợ cho vay FLC ngân hàng còn 1.000 tỷ đồng cho Bamboo Airways vay và đang lên kế hoạch thu hồi nợ. OCB đang thương thảo để thu lại 1.500 tỷ đồng từ FLC. OCB cũng báo cáo chi tiết khoản vay phát sinh cho ngân hàng nhà nước để xử lý các khoản tín dụng liên quan đến FLC. Riêng Đại Nam, ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc cho biết ngân hàng đang cho công ty Đại Nam vay là dự án làm găng tay xuất khẩu sang Mỹ. Tính đến ngày 22 tháng 4, Đại Nam đã trả khoảng 450 tỷ đồng. Khoản này có sổ đỏ, tính pháp lý đầy đủ nên có cơ sở để thu hồi nợ. Vấn đề của tập đoàn Đại Nam không phải là rủi ro cho OCB. Đánh giá sự việc liên quan giữa FLC và Đại Nam có ảnh hưởng tới kế hoạch tín dụng của ngân hàng thời gian tới không? OCB cho rằng không, khả năng kiểm soát nợ xấu dưới 1% là khả thi. Cũng như OCB, các ngân hàng khác đều thông tin tích cực đến các cổ đông của mình về việc thu hồi nợ, về việc kinh doanh và trả lời câu hỏi là vì sao báo cáo kinh doanh tốt nhưng vẫn chưa chia cổ tức như Sacombank. Sacombank cho biết tập đoàn FLC và Bamboo Airways vay tổng cộng 5.000 tỷ đồng. Nhưng gần một tháng sau khi việc ông Trịnh Quyết bị bắt, ngân hàng đã thu nợ được 2.600 tỷ đồng và dự kiến sẽ thu xong nợ trong một tháng nữa. Bà Nguyễn Đức Thạch Diệp, tổng giám đốc Sacombank, cho biết như trên tại đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức sáng 22 tháng 4. Bà Diễm cho rằng đây là vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi. Chúng tôi cho tập đoàn FLC và Bamboo vay trên 5.000 tỷ đồng. Khi cho vay, chúng tôi đã thông báo rõ ràng mục đích là đồng lòng hỗ trợ hàng không và bất động sản du lịch vượt qua dịch bệnh. Tài sản thế chấp là khoản vay là cổ phiếu, nhưng đằng sau đó là rất nhiều dự án bất động sản tại Quảng Ninh. Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào, tức là cho vay bằng thế chấp bằng cổ phiếu, nhưng đằng sau cổ phiếu là rất nhiều dự án bất động sản tại Quảng Ninh. Không biết là Quảng Ninh, Hà Nội rồi không biết là có cho vay bằng các dự án đó hay không, cho thế chấp bằng các dự án đó hay không. Do vậy, việc xử lý tài sản đảm bảo rất tốt. Đến nay, chỉ chưa đầy một tháng sau khi xảy ra vụ việc tại tập đoàn FLC,
chúng tôi đã thu hồi nợ được 2.600 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank Dương Công Minh cho biết thêm, trong 5.000 tỷ đồng dư nợ của nhóm FLC, riêng Sacombank cho vay 3.200 tỷ đồng và thu hồi được 2.600 tỷ trong vòng một tháng nữa, FLC sẽ trả xong khoản vay. Về câu hỏi của cổ đông là tổng số dư nợ cho vay bất động sản của Sacombank hiện nay là bao nhiêu, bà Diễm cho biết tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ của Sacombank là 22%, trong đó cho người dân vay mua nhà, vay tiêu dùng chiếm 60%, cho vay doanh nghiệp là 40%. Xét về con số tuyệt đối thì dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản tại Sacombank chỉ có 30.000 tỷ đồng, trên tổng dư nợ là 400.000 tỷ đồng. Tại đại hội, nhiều cổ đông cũng có ý kiến về việc vì sao nhiều năm qua Sacombank không chi cổ tức. Về vấn đề này, lãnh đạo Sacombank cho hay hiện lợi nhuận hợp nhất lũy kế đến ngày 31 tháng 12 của Sacombank là gần 8.982 tỷ đồng, tương ứng bằng 50% vốn điều lệ ngân hàng. Đây là số tiền có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, do hiện tại Sacombank đang tái cơ cấu theo đề án tái cơ cấu được chính phủ và ngân hàng nhà nước phê duyệt, ngân hàng đang đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài khoản sản tồn động, dự kiến chậm nhất đến năm 2023 Sacombank sẽ hoàn tất xử lý các vấn đề tồn động. Trên cơ sở đó sẽ thực hiện thủ tục xin phép ngân hàng nhà nước để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Chúng ta cũng chia sẻ với các cổ đông của nhiều ngân hàng về các báo cáo hết sức tích cực, kể cả đối với các vụ án đang được quan tâm và có phần hơi âu lo, thì ngân hàng cũng đã rất là rõ ràng số nợ đã thu được và số nợ sẽ thu được trong thời gian ngắn hạn tới. Nhưng trả lời của ông Dương Công Minh cũng gây lo lắng và suy nghĩ của nhiều nhà đầu tư lớn. Tác giả Nguyễn Thanh Quang luận như sau, chúng tôi trích dẫn phần luận của tác giả này và không có ý kiến cá nhân. Vì sao không có ý kiến cá nhân ở đây? Chúng tôi đã nêu ở phần sau. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng, ai làm nghề ngân hàng, nhất là mảng cho vay, đều biết đến thông tư 39 trước đây là 1627. Đây được xem như cẩm nang hành nghề của người làm nghề cho vay, lãi vừa phải. Bởi vì đó cũng là điều 3 của thông tư 39. Điều 3 có 2 tiết, trong đó nội dung của tiết 1 như sau: tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Thu nợ là một phần của quy trình cho vay. Và anh Dương Công Minh phát biểu như trên thì tôi cho rằng là hết sức thiếu cẩn trọng. Thu nợ và thu nợ trước hạn là quyền của bên cho vay. Nếu có đủ căn cứ các khoản điều khoản được quy định trong các văn kiện tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, tóm lại là nếu có đủ căn cứ thì thu, chứ không thể thu nợ vì sức ép của đại tâm nhân có tên là dư luận được. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một ý kiến cũng rất được quan tâm, và anh Dương Công Minh cũng như các ông giám đốc ngân hàng, ông chủ ngân hàng nên suy nghĩ thêm. Và với một người dày dạn kinh nghiệm trên thương trường cũng như là lĩnh vực ngân hàng như anh Dương Công Minh, thì bản thân chúng tôi không thể tham vấn hoặc góp một ý kiến gì vì nó có vẻ dư thừa. Và chúng tôi cũng biết anh Dương Công Minh cũng như các ông chủ ngân hàng, giám đốc ngân hàng, những người có trách nhiệm ở ngân hàng hiện đang đứng trước sức ép rất lớn. Một bên là khách hàng thân thiết, khách hàng lớn đã có nhiều năm gắn bó với ngân hàng, tạo lãi suất, công ăn việc làm cho ngân hàng. Và một bên là sự an toàn về tín dụng của ngân hàng trong dòng chảy tiền tệ tín dụng chung, cũng như sự an toàn về tiền đầu tư của các nhà đầu tư và các cổ đông. Chúng ta thấy rằng việc khởi tố vụ án bắt một số bị can quan trọng ở công ty Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh và FLC cũng như nhiều vụ khác là cần thiết và đúng đắn, được dư luận rất quan tâm. Tuy nhiên,
hệ lụy của nó trên sàn chứng khoán và nhiều lĩnh vực khác, vận vào từng cá nhân cụ thể và gây thiệt hại rất lớn cho những cá nhân đó. Rồi chúng tôi chia sẻ với sự mất mát của từng anh chị, và chúng tôi cũng không có khả năng để tham vấn điều gì thêm, mà chỉ mong sóng gió qua đi, ngân hàng làm ăn tốt lên, các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn làm ăn tốt hơn, minh bạch hơn, và mà chúng ta sẽ có một sàn chứng khoán minh bạch, rõ ràng, các nhà đầu tư dài hơi, có lợi nhuận để đồng tiền tiết kiệm của mình đi vào dòng chảy an toàn. Xin cảm ơn các anh chị.